Vinh đua thuyền siêu ngầu. Nếu anh làm được, em sẽ like và đăng ký sập nhà của anh luôn. Wow. Ơi, kiểm tra trên máy của các bạn cái nút đăng ký này nó có màu đỏ hay không. Nếu có thì hãy ấn vào để cho nó trở thành màu trắng nha. Và hai, xin chào tất cả các bạn, mình tên là Vinh đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Vinh MC. Thì lâu rồi mình chưa làm thử thách của các bạn fan. Thì các bạn nào có những cái thử thách gì thì hãy bình luận ở phía bên dưới cho mình làm thử thách nha. Xem video nhớ like ủng hộ cho mình nha mọi người. Đến với cái thử thách đầu tiên, thách anh Vinh làm cho bác dân làng chạy trốn khỏi zombie với tốc độ siêu nhanh. Anh mà làm được em sẽ like sập nóc nhà của anh. Theo như là mình thấy á, là cái con zombie khi mà đuổi theo bác dân làng á thì bác dân làng sẽ chạy siêu nhanh đúng không? Để mình thử suy nghĩ tìm cách thử xem. Các bạn hãy tin mình đi nha. Đây nè, zombie đúng không nè, bác dân làng nè. Rồi, bác dân làng và chuẩn bị. Các bạn ơi, coi kìa, bác dân làng ôi đi siêu nhanh luôn á nha, giống như là The Flash gì đó các bạn. Ôi trời ơi, tốc độ chóng mặt. Ôi chóng mặt quá anh em ơi. Ôi trời ơi, quay để xem. Oh my god, và cuối cùng con zombie nó đã bị chóng mặt và nó đã chết. Oh my god. Bạn coi nè, bao nhiêu cái con zombie nè. Thật là nhiều bác dân làng luôn. Đây nè. Rồi. Các bạn coi kìa. Trời, tôi chóng mặt quá mọi người ơi. Chóng mặt quá. Các bạn hãy bình luận ở dưới video là em nhìn không ra luôn đó anh Vinh ơi. Ủa trời ơi. Rồi, cái con zombie này nó nhìn nó không chịu nổi nữa. Là cái con zombie nó đã chết luôn rồi. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái thử thách này rồi đó nha. Chúng ta sẽ chuyển sang cái thử thách tiếp theo. Thử thách tiếp theo, em thách anh Vinh dùng cái bật lửa mà tạo ra được lava với dung nham. Ủa, cái gì? Được không chị? Ủa, như vậy là có nghĩa là thay vì á mình lấy cái này, mình tạo ra lửa thì bạn ấy kêu mình làm là tạo ra lava nha các bạn. Bình thường là mình thấy cái này nó tạo ra lửa không à. Làm sao mà cho nó tạo ra lava đây? Ờ, để mình suy nghĩ thử coi. Ê, cái con heo này, ê, đi đâu vậy? Tính ra là nó tự nhảy vô luôn á các bạn. Rồi, chuẩn bị có thịt heo nè. Đây. Ủa? Chưa có thịt heo. Bây giờ là anh em hãy quan sát tôi thật là kỹ nè. Ghê chưa? Đói, tạo ra dung nham luôn nha. Nè nè, thêm nữa nè. Đó, ghê. Nè, tạo ra dung nham nè. Nè. Bác chân làng ơi, trời, tại sao lại đi vô đây? Rồi, bị cháy luôn rồi. Dạ các bạn ơi, đó. Mỗi lần là mình tạo á, thì nó sẽ tạo ra dung nham thay vì nó tạo ra lửa đúng không? Nè, đó, giờ nó chạy xuống nè. Đó, chạy xuống nè. Lava này nghe các bạn. Ui, nóng quá mọi người ơi, nóng quá. Anh Vinh làm thử thách cho một con zombie đuổi theo 1000 bác dân làng đi. Wow, được đó em ơi. Rồi, chấp nhận thử thách này luôn. Ok, giờ là mình sẽ bắt đầu nha. Đây. Mình sẽ cho thật là nhiều bác dân làng. Sau đó mình sẽ cho một cái con zombie đuổi theo. Thì mấy trăm nghìn bác dân làng liệu có chạy được hay không nha các bạn. Ok, hiện tại rất là nhiều luôn rồi nha. Rồi, mình nghĩ là như đây đủ chưa ta? Rồi. Mình thấy là như đây là cũng đủ rồi đấy mọi người ơi. Wow. Bác dân làng nói chuyện nhiều quá. Sao mình để ý là mấy bác dân làng toàn đứng ở phía bên đây không vậy ta? Rồi vô chạy, bắt đầu chạy. Chạy ngay đi. Trời ơi, trời ơi. Toàn là bu lại một cục như vậy rồi sao mà chạy.
Đúng rồi, rồi bắt đầu chạy các bạn ơi. Rồi để mình đập cái cục này nha. Rồi bắt đầu nha, trận chiến đã bắt đầu rồi. Một cái con zombie để mình xem nó có lay zombie với nhau hay không. Hiện tại là có một bác dân làng bị này các bạn. Một bác dân làng đã bị dính zombie rồi. Ok, ôi trời, công nhận là mấy bác dân làng chạy nhanh thiệt luôn á. Trời ơi, ok các bạn. Thật sự rất là khó bắt, khó đuổi theo kịp lắm. À rồi, bác dân làng này đã bị bắt rồi. Ôi trời, chạy đi. Ôi, nói chung là mấy bác dân rồi, bu lại một cục rồi, xong phim luôn. Ok, hoàn thành xong thử thách. Thách anh Vinh đi tới đâu thì sẽ phá vỡ tới đó. Anh làm được không ta? Là đi tới đâu thì mình cũng sẽ phá vỡ hả? Cái thử thách này đó chính là khi mà mình đi tới đâu thì mình sẽ phá tới đó. Đây nè các bạn. Ôi trời ơi. Wow. Đây, các bạn thấy một cái cây đúng không? Một cái cây đang ở phía bên đây. Mình sẽ đi qua nè. Rồi luôn. Nó biến mất luôn rồi các bạn. Ê, sao mà mọi thứ nó bị phá rồi các bạn. Coi kìa, bây giờ là cái chỗ này nó rất là bằng luôn nha. Nó rất là bằng phẳng. Wow. Kiểu giống như là không có cái nào mà có thể lợi gần mình được đó. Ê, ở phía bên kia có cái con gấu bắc cực kìa. Ủa, cái con này là con gấu trúc mà. Hello gấu trúc nha. Đây, các bạn thấy không? Mình đi tới đâu là mình phá tới đó. Wow, cây nè, phá hết luôn. Bây giờ là, này. Thử thách tiếp theo của bạn tên là Nguyễn Thành Tiến. Em thách anh Vinh trồng cây mà lá cây đó chính là cái cục kim cương. Ủa, làm sao mà làm được? Ủa, mình trồng cây mà cái cây đó có cái lá kim cương hả? Nghe có vẻ ảo vậy? Thì trên tay của mình đang cầm một cái lọ cây rất là bình thường nha các bạn. Nè, một cái chòi cây. Thì bây giờ mình sẽ đặt xuống. Mình sẽ dùng cái này để cho cây nó lớn nhanh hơn nha. Rồi. Ủa, cái cây này nó có gì đó sai. Đây, nó có gỗ nè các bạn. Ủa, cái cây này có tổ ong hả? Ôi trời ơi, có tổ ong luôn. Ghê. Nè, thêm cái nữa nha. Đây. Nè, cây lớn lên. Ủa, cái cây này sao nó không lớn? Ở đây nè. Đây, đây là cái cây có gỗ nha các bạn. Có gỗ và có kim cương ở trên đây nè. Đó, chúng ta có thể đào kim cương ở trên đây. Và đặc biệt nha, thêm cái nữa. Đây. Úm bà la. Một cái cây nè, hai cái cây nè. Nói chung là thử thách này nó cũng khá là đơn giản nha các bạn. Cái lá nó biến thành kim cương rồi. Chỉ việc là mình đào kim cương thôi các bạn. Ôi trời ơi, kiểu này là giàu rất là sớm nha mọi người. Chỉ cần trồng cây là có kim cương. Ảo thiệt đấy. Đó giờ lần đầu mình mới thấy đấy các bạn. Rồi, mình có 12 cục kim cương rồi này. Ok, thử thách này đã hoàn thành rồi nha mọi người. Em thách anh Vinh đua thuyền chạy trốn nhiều quả TNT phía sau. Anh Vinh cho bác dân làng ngồi ở đằng sau. Anh mà làm được em sẽ đăng ký bãi tóc nhại của anh. Ui. Dùng cần câu mà có thể câu được động vật và quái vật luôn. Ui, cần câu người ta thường dùng để câu cá mà ta. Thay vì mình lấy cái cần câu này mình đem đi câu cá thì cái thử thách này á thì bạn fan bạn ấy kêu mình là đem đi câu động vật đi. Rồi để mình thử coi. Wow, các bạn, ôi trời ơi, mình câu một phát một rất là nhiều câu đó nè. Ôi trời ơi, cái này nó bu lên cục kìa. Wow, mình câu được mấy cái con quái vật luôn nè. Ui, cái này là rất là ngon luôn nha các bạn. Nhưng mà thật sự nó không ngon lắm đâu các bạn. Nè, thêm bên đây đó nha. Con cá nè mọi người ơi. Tại vì cái cần câu của mình á, mấy con này nó đi theo cần câu của mình đó các bạn. Nó thả ra nè. Ui trời ơi, bắt được nhiều cá quá ta. Ở đây bắt được bạch tuộc nè. Ui trời ơi, thịt bạch tuộc rất là ngon nha. Ê, ở đây có bé nào vậy? Trời, để mình đi qua bên đây coi. Mình có câu được những loài vật nào quý hiếm không nha các bạn. Để coi,
có loài vật nào quý hiếm ở phía bên này không nha. À, qua đây thử coi. Wow, ở đây mình câu được. Ê, trời, mình câu được con ong luôn nha các bạn. Coi nè, nè nè nè, con này con ong nè. Rồi, wow, ôi trời ơi, mình câu được con ong này. Trời, mình mà câu nó một cái là nó chích mình là mình hết chạy trốn đó các bạn. Theo mình thấy là chúng ta nên đi qua địa ngục các bạn ơi. Đi qua địa ngục để mà câu cá nha mọi người. Ôi trời, địa ngục mà có cá để mà câu hả? Nhưng mà để mình thử coi. À, để mình thử dùng cái cần câu siêu mạnh của mình nha. Ê, ở đây có một cái bờ lava kìa. Ôi trời ơi, nhưng mà cái chỗ này nguy hiểm quá, làm sao mà câu cá đây? Kìa, cái con kia nó bắn mình kìa, gọi câu nha. Vô nè. Ôi trời ơi các bạn ơi, mình câu mình phát hiện ra cái con Enderman. Đừng. Các bạn thấy không? Đi xuống địa ngục câu cá rất là nguy hiểm nha mọi người. Mình vừa quay trở lại với cái cần câu này rồi nha. Giờ chúng ta câu lại nha các bạn. Wow. Ui trời ơi, mình câu được nhiều con quá nè. Nè các bạn thấy không? Wow, mình câu được cái con này. Cái con này câu nè. Ok, mình đã câu được nó nè. Này thì đuổi theo anh nè. Vô. Không ổn rồi. Mình đố các bạn ơi là mình đang ở đâu nè. Mình đang ở trong thế giới của con rồng đó nha. Và bây giờ mình sẽ câu luôn nha. Để coi. Câu nè. Ôi trời ơi, trời ơi. Mình câu con rồng đó, nó đi qua đây luôn rồi nè. Nè các bạn. Ôi. Mình câu được cái con rồng luôn á nha. Nhưng mà con rồng này nó mạnh quá, nó xử mình một phát một. Nói chung là thử thách này đã hoàn thành rồi nha mọi người. Em thách anh Vinh dùng cung bắn xuyên thế giới siêu ngầu đó. Wow, được. À, là cái thử thách này á, bạn ấy kêu mình là cầm cái cung đúng không? Cầm cái cung rồi sau đó là bắn xuống. Đó, mà cái cung nó phải mạnh nha các bạn. Đó, ôi trời ơi, các bạn thấy cái cung dữ không? Cái cung này mình bắn một cái một nó xuống dưới đây nè. Bạn nào còn nhớ cái cung siêu mạnh này của mình hay không nha? Thì một lát mình sẽ dùng cái cung này, mình đi xuống thế giới của con rồng á, mình bắn cái con rồng thử coi nó có xuyên không nha các bạn. Nè, một, ba lỗ luôn, mình chơi ba lỗ luôn nha. Đó, ôi ghê quá, bốn cái luôn. Đó, ôi mình nhìn nó đẹp xấu ta. Bạn thấy có giống như mình không ta? Nè, nhìn nó đẹp xấu á. Đó, thêm một cái nữa nè. Giờ mình sẽ thử qua đâu mình bắn vậy ta. À, nếu mà mình bắn ngang đây, nếu mà mình bắn ngang thử đây. Wow, bắn từ đây nè. Ôi ôi, giờ là cái hang động nó quá là sâu luôn nha mọi người. Thì ở đây có mấy cái cây này nè. Wow, cái mũi tên này nó phá được xuống dưới cái cục bếp rốc luôn các bạn. Cái cục bếp rốc đá nền nó phá luôn, ghê thiệt. Rồi giờ chúng ta đi qua thế giới con rồng nên tôi phá thử nha. Ok, tôi vừa qua thế giới của con rồng luôn nè. Bắn nó thử đây, bắn cái này thử nha. Wow. Ôi cái cục này giờ nó lơ lửng luôn này. Bắn xuống dưới nè. Đó, ui xời, cái cục bể luôn. Thì tất nhiên rồi. Thì mình sẽ thử ê con rồng nè. Đây. Này nè, ủa. Khoan từ. Ủa sao cái này nó kỳ kỳ ta? Mình thấy nó cái gì đó sai. Ủa. À, mình đã hiểu lý do tại sao rồi các bạn ơi. Kìa, cái con rồng kìa. Bắn nó luôn. Này chạy nè. Vô nè, bắn nè. Ôi trời ơi. Chưa, đợi nó đáp xuống nha các bạn rồi bắn á. Nè. Ôi trời, từ. Wow. Ủa cái con rồng nó đi đâu rồi ta? Hồi nãy cái con rồng nó đi xuống dưới á. Rồi rốt cuộc nó đi xuống dưới, nó tạm biệt luôn rồi, nó tạm biệt hành tinh này luôn rồi. Wow, cái cung mạnh dữ thiệt luôn á. Bạn nào mà thấy cái cung này quá là bá đạo thì chẳng chờ gì nữa, cho mình xin một cái nút like và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực ra nhiều video hay hơn nha. Thì bây giờ là video thử thách của mình cũng đã đến đây rồi. Các bạn còn những cái thử thách nào hay không thì hãy bình luận ở dưới video cho mình biết nha. Bây giờ là tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong các video lần sau. Bye bye mọi người nha.